Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học guitar đệm Hát nâng cao 1. Ở trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về công thức đi thêm hai nốt bát. Ở đây chúng ta sẽ đi thêm hai nốt bát, cho nên là mình sẽ chuyển hai cái nốt cuối cùng trong ô nhịp thành hai dấu lặng đơn. Đó. Lát nữa thì chúng ta sẽ thêm hai nốt bát vào hai cái dấu lặng đơn này. Ở đây thì mình sẽ chia sẻ với các bạn hai công thức. Công thức thứ nhất, đi lại nốt bát của hợp âm cộng với nốt bậc 2 của bát hợp âm sau. Công thức thứ hai, đi lại nốt bát của hợp âm cộng với nốt bậc 7 của bát hợp âm sau. Đó. Thì đầu tiên chúng ta sẽ áp dụng công thức thứ nhất. Ở đây chúng ta cần phải đi thêm hai nốt thì nốt thứ nhất mà chúng ta thêm vào nó sẽ là nốt bát của hợp âm. Đó. Thì đây là hợp âm đô trưởng này. Thì chúng ta có bát đô, như vậy các bạn viết nốt đô vào đây. Đó là xong ha. Chúng ta được cái nốt thứ nhất. Tiếp theo là nốt thứ hai sẽ là nốt bậc 2 của bát hợp âm sau. Đó. Cái nội dung này á thì nó lại giống với lại nội dung của bài học trước. Như vậy thì các bạn sẽ xác định cái nốt bậc 2 của la này là chúng ta có nốt si. Các bạn thêm si vào đây. Vậy là chúng ta sẽ có là đô si la. Đấy. Tương tự như vậy, ô nhịp bên đây chúng ta có hợp âm la thứ. Nốt thứ nhất sẽ là nốt bát của hợp âm, tức là nốt la. Các bạn thêm nốt la vào đây. Nốt thứ hai sẽ là nốt bậc 2 của bát hợp âm sau. Thì các bạn sẽ xác định bậc 2 của pha này. Thì chúng ta sẽ có là son. Các bạn thêm son vào đây. Đó. Ô nhịp bên đây thì chúng ta sẽ có hợp âm pha trưởng. Như vậy thì nốt đầu tiên sẽ là nốt pha, nốt bát của hợp âm. Và nốt thứ hai thì sẽ là bậc 2 của nốt son này. Thì nó sẽ là nốt la. Đó. Ở bên đây sẽ là hợp âm son trưởng. Thì nốt đầu tiên sẽ là nốt son. Và nốt thứ hai sẽ là nốt bậc 2 của đô này. Như vậy thì nó sẽ là nốt rê. Và ô nhịp cuối cùng thì cũng tương tự như bài học trước. Chúng ta sẽ không đi thêm đốt bát ở đây. Thì mình sẽ viết lại. Đó. Bây giờ thì mình sẽ thực hành mẫu đệm này để các bạn quan sát. <laughs> Tiếp theo của chúng ta sẽ là công thức thứ hai. Ở công thức thứ hai, các bạn thấy là chúng ta chỉ khác công thức thứ nhất ở cái chỗ là nốt bậc 7 và nốt bậc 2. Đó. Vì vậy cho nên là mình sẽ giữ nguyên cái nốt thứ nhất này, mình chỉ cần thay đổi nốt thứ hai thôi. Ở đây thì mình sẽ chuyển những cái nốt cuối cùng này thành dấu lặng đơn này. Đó, để tí nữa chúng ta sẽ thêm cái nốt bậc 7 của bát hợp âm sau vào đây. Ở ô nhịp thứ nhất chúng ta có hợp âm đô trưởng và cái nốt bát cuối cùng đây thì chúng ta sẽ thêm là nốt bậc 7 của bát hợp âm sau. Như vậy thì bậc 7 của nốt la sẽ là nốt son. Đó, nó sẽ tương tự giống như bài học bữa trước. Và ô nhịp tiếp theo bên đây thì sẽ là nốt bậc 7 của pha sẽ là nốt mi. Ở bên đây thì bậc 7 của son sẽ là nốt pha trường hợp này thì chắc chắn các bạn đi bát sẽ không hay đó, bởi vì chúng ta lặp lại hai cái bát giống nhau liên tiếp thế này chắc chắn là nó không hay rồi cho nên là các bạn lưu ý nha để hay thì chúng ta cần phải kết hợp nhiều cách khác nhau đấy cho nên là ở đây thì trước mắt các bạn cứ coi như nó là một cái dạng bài tập ha chúng ta thực hành để nắm được cái công thức đó sau này thì chúng ta sẽ kết hợp nhiều công thức với nhau thì nó mới hay được và tiếp theo ở ô nhịp son trưởng thì chúng ta sẽ có nốt bậc 7 của đô sẽ là nốt c đó bây giờ thì mình sẽ thực hành mẫu đệm này để các bạn theo dõi nội dung của bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học kế tiếp xin chào